Tổng hôm nay là anh em giao lưu mời các anh chị nhá. Đẹp chưa? Chị hoan hô này. Hoan hô anh em mình hoan hô đi. Chào anh nha. Thế này bật đèn đèn pin đấy, bật đèn đấy. Em mang sữa vào trong kia rồi. Để anh kia rồi. Vào đây. Hello. Chào bà nhà yêu. Hello, bà nhà yêu nha. Chào. Hello, xin chào. Đâu, quay vào đây. Anh quay vào đây, Ok, chào cả nhà. Dạ, ok. Hello, chào em Thảo, Giang Vi nha. Em gái hôm nay xuống dự buổi tất niên với mấy anh chị em mình nha. Vâng. Chị gái quá cơ. Hello, em chào tất cả các anh chị em, bạn bè của em Thảo nha. Chào nha, chào chị em của Thảo nha. Ok, chào cả nhà yêu. Thế là đông vui luôn. Xin chào anh em. Xin chào. Đẹp quá. Anh chào dạ vâng. Hello cả nhà yêu. Linh ơi. Xin chào người anh em. Chào tất cả anh em bạn bè của em Thảo Giá Di nhá. Hôm nay là tân niên của anh em đội lịch tập trung vui cuối năm chứ. Vâng. Vem vào đây, chào cả nhà yêu. Xin thông báo là chị em tôi rất tình cảm. Tình cảm thì đi lên nhá. Tình cảm đi lên nhá. Thật là tuyệt vời. Chào bạn của Thảo Giá Di nhá. Chị em tôi tình cảm vẫn đi lên nhá. Xinh quá cơ, mẹ và chị tôi. Xinh nhau. Mẹ ngày càng xinh gái ra. Bây giờ nhá. Để nói với em là đàn bà em muốn thích đúng không? Đúng đàn ông có tránh hết em không được. Chuẩn luôn. Đây là chị yêu mình ơi. Ok cả nhà yêu. Mình chúc những người yêu quý tật thật nhiều sức khỏe nha. Vâng, em cảm ơn anh trai. Ok cả nhà yêu. Hết hello, chào. Hôm nay chị bán mà. Ok cả nhà yêu. Ok cả nhà yêu, hôm nay lính thủ đô tổ chức buổi tất niên cuối năm nên là cũng đây này, hai người đẹp. Chào 500 anh em của Thảo Cần Di nha. Ok cả nhà yêu, đây chúng em đi ăn tất niên. Thảo đâu. Không đi.
Ok cả nhà yêu. À. Cả nhà thấy vui không? Vui. À, ôi trời ơi. Chủ nhà ơi, chủ nhà chào bạn bè của em đi sao nào. Xin chào nhá. Đây, đây là anh trai của em đây. Tất cả đẹp trai phong độ nha. Ok cả nhà yêu. Alo. Xin mời tất cả các anh em đội thủ đô, đội hoàn toàn ngồi vào mâm trong anh em. Em chào bác. Có chút lời phát biểu, xin mời tất cả. Bác cần nhiều sức khỏe nhá. Mời là ổn định vào mâm. Trong nhóm là tôi có chút lời phát biểu. Bây giờ điều chỉnh. Bây giờ điều chỉnh. Con phòng tài trợ. Này bố Cường này, A Tỏ Ngọc đây. Đây bố Cường đây. Đây đây con hỏi con. Bố chào con nhá. Con nghe được công dân thấy à? Giữ gìn sức khỏe nhá. Là đâu? Đàn chị mẫu thôi, đúng rồi. Ê, ê, ê. À, ừ. Em về từ hôm nọ đấy. Anh không quên công an cho em nhả đèn. À, xin mời tất cả khách nữa ngồi vào mâm nha. Chúng ta tổ chức buổi tiệc tất niên ngày hôm nay. Xin mời tất cả mọi người. Bây giờ phải cầm máy đi, được phải cầm máy đi. Hello cả nhà yêu. Này, chào bạn bè của em đi. Sao đó? Chào tất cả anh em bạn bè của Thảo Tà Di nhá. Chúc mọi người ngày cuối tuần vui vẻ. Quá vui vẻ, rực rỡ, mặt đỏ tưng bừng. Đây em Thảo Tàn Di ở Mộc Châu đấy ạ. Hôm nay em cũng về dự buổi tất niên cùng anh chị em người lính. Hello em yêu. Chào cả nhà yêu nha. Xin tất cả mọi người ngồi vào mâm nha. Linh được ơi. Ngồi vào mâm đây không? Ngồi vào mâm. Mang sữa chua đi mà. Bốn 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 đứa em mang sữa chua ra đây. Ngồi vào đây. Ngồi vào đây. Ba ơi rè rồi. Em ra lấy sữa chua cùng mặt kia đi không? Lấy sữa chua bày ra từng mâm không? Chúng tôi xin thử máy. Alo, alo. Bày ra đúng không? Này, đang mâm này. Không phải chơi gì cả. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, alo, à em ngồi đây, đây nhá, chị ngồi bên này, alo, alo, cả nhà yêu, kính mời tất cả anh em mình chưa vui vẻ, bà mâm nha, rồi, ok, chị chúc anh đi. Alo, 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 chúng tôi xin thử máy. Ai bảo hai bạn của anh, hai anh Linh ơi, em nói có sao không? Linh ơi, Linh ơi, ơi, mang cái này, mang tôi hết à? Kính mời tất cả anh em mình vào mâm để
để chuẩn bị chúng ta dự tiệc nhỉ. La rẻ qua Adô đô 1, 2, 3, 4, Adô đô. Ai vào đây? Adô đô 1. Quý lại lên. Adô đô 1, 2, 3, 4. Không, 21 hộp. Đấy, bay ra, bay ra. Bày từng mâm một có người lại thừa thiếu. Alo 1, alo 1, alo 1. Hãy cho cái hộp vào đây. Tiếp tục đi. 6 hộp 1. Alo. À, xin mời tất cả các anh em, các đội và các thành viên khách mời. Thôi cho em vào cho em cái này để em mang thay. Xin mời tất cả mọi người nhá. Anh lên ngồi đi rồi. Thìa, mỗi cái 6 thìa. Đây. Em mang về đủ 20 mâm luôn. Vâng. Anh tháo cái tiền này ra. Em bảo anh Hòa là. Vâng. Đây chị cho lốt bên kia đi. Ăn trước thì tôi tí được ăn. Đây là đồ trắng miệng, ai ăn cứ ăn thoải mái. Đây thịt thêm vào này. Không quá. Còn đâu nữa? Mỗi mâm cháu đủ rồi, bây giờ. Trong đời chúng tôi rất là thôi mình chào cả nhà nha.